Trực tiếp dàn sao diện trang phục đang dự show Đỗ Mạnh Cường. Hoa hậu Kỳ Duyên, Hương Giang, diễn viên Diễm My cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện trên thảm đỏ tối ngày 9 tại tháng 12. Hoa hậu Kỳ Duyên xách túi hiệu khoe vẻ kiêu sa trong đêm thời trang tối ngày 9 tại tháng 12. Thiết kế ôm khít cơ thể, tôn phúc dáng thon thả cho người đẹp quê Nam Định. Angela Phương Trinh gây chú ý với mái tóc hồng, trang điểm ấn tượng sánh đôi cùng Salit Hoàng Cô. Cô thân thiết chụp ảnh cùng bạn trai Võ Cảnh. Diễn viên múa Linh Nga khoe làn da trắng nụt nà. Khánh My điệu đà với trang phục phụ kiện phong cách cổ điển. Hoa hậu Hương Giang giấu đường cong trong bộ váy suông kiểu dáng đơn giản. Hoa hậu Hoàng Vũ Thái Lan 2007 và bạn trai sang Việt Nam xem show diễn của Đỗ Mạnh Cường tối ngày 9 tại tháng 12. Diễn viên Diệp Bảo Ngọc khoe vai trần gợi cảm với thiết kế cúp ngực. Nữ hoàng ảnh lịch một thời Diễm My xuất hiện với phong cách sang trọng cổ điển. Diễm My 9X diện váy ren xếp tầng, khoe vẻ điệu đà nữ tính trước ống kính. Chân dài Khánh Ngân The Face. Diễn viên Võ Cảnh bảnh bao lịch lãm. Duy Hưng bạn trai MC Kỳ Duyên đi một mình. Diễn viên Thi Nguyễn. Nhà thiết kế Võ Công Khanh và Đinh Thanh Long. Nhà thiết kế Lâm Gia Khang. Người đẹp Thủy Hương. Hoàng Thị cao nổi trội khi đứng bên nhà thiết kế Đậu Mạnh Cường. MC Thanh Mai. Fashion Star Thuận Nguyễn. Á hậu Thúy Vân. Siêu mẫu Xuân Lan rất thân với chủ nhân đêm diễn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.